Chào các bạn cùng cô chú rất là nhiều đã trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Mình là My. Các bạn ơi, Costco My đến hôm nay là ở Huntington Beach với địa chỉ ở trên đây nha. Hy vọng là hôm nay có nhiều hàng on sale giảm giá bất ngờ để cho các bạn xem cho vui ha. Hiện tại thì vẫn còn đang chương trình đại hạ giá trong sách nữa các bạn. Các bạn xem video của My, thấy video nào hay có hữu ích thì nhấn share, chia sẻ cùng bạn bè và người thân giùm My nha. Rồi bây giờ mình cùng nhau vô trong ha. Một set để body wash nè các bạn ơi. Mới nha. 19 đồng 49 cho 8 cái. Wow. Cái này mới các bạn có thử chưa? Ở đây hai chai keo xịt tóc này đang được giảm giá rồi nè các bạn. 11 đồng 97. 97 phía sau là có giảm giá rồi á. Cho hai cái chai keo xịt tóc nha. $43.99 nha các bạn, cho mình xài được 6 tháng, giúp cho lông mi của mình dài hơn á các bạn. Mà chỉ có 6 tuần là mình thấy được cái kết quả rồi các bạn ơi. Trong đây cái lời quảng cáo của người ta ghi như vậy á. Nè, kết quả là từ ngắn qua bên đây dài hơn. Được làm ở Mỹ luôn nha các bạn, nên mình xài cũng yên tâm ha. Thường á, My không biết cái này sao nhưng mà mấy cái hiệu trước mà hồi đó My cũng có mua xài á thì ghi á, là như vậy, nhưng mà thật ra các bạn là nó dưỡng cái lông mi của mình á, làm cho cái lông mi của mình nó ít có rụng. Mà vì ít rụng cho nên để nhiều lâu á thì thấy nó dày hơn. Đó là tại vì lông mi của mình ít rụng á các bạn. Mà nói chung là nhìn là cũng có kết quả chứ không phải là không có kết quả, tại vì nó giữ cho ít rụng, để lông mi mình lâu ngày cái nó phải bị rụng á thì nó dưỡng nó làm ít rụng. Các bạn nào có xài rồi cho mình biết kết quả các bạn xài cái hiệu này có được không nha. Loại này mới nè các bạn ơi, một set luôn, 4 cái loại mà lotion á, để thoa da, thoa cả người á, đủ thứ mùi hết luôn. 18 đồng 49. Cái này mới ha, của hãng Neutrogena Remove Makeup nè các bạn. Makeup Remover hộp bự lắm, đang được giảm 5 đồng còn 16 đồng 99. Tới ngày 12 tháng 11 hết hạn giảm giá. Ở trong đây là được tới 139. Cái khăn mà để lau makeup á, cho mascara đồ là ra hết luôn á các bạn. Ai thường makeup á là mình thấy nên xài cái này. Mà cô xài, cô xài bao lâu là cô thấy kết quả cô? Khoảng chừng 1 tháng là thấy kết quả. Wow, vậy hả? Cái này chưa xài bao giờ, cái tôi mới mua rồi đó. Yeah. Wow, cô mua nhiều vậy à? Mua. Wow. Mua đủ hết. Nó bạn, kêu bạn của chị nói là nó xài cái này cũng tốt. Xài cũng hao lắm á. Thành ra là đúng rồi, thấy không? Hao lắm hả? Hao là lắm. Cái loại này phải không? Cái loại này hay là cái loại này? Cái này tôi chưa xài bao giờ nhưng mà tính phải mua đây, mua cho biết chắc. Còn xài bên này, cô này nói loại này tốt lắm nè các bạn, cô mua quá chừng luôn á. Em thấy hồi đó cô mới xài nhiều 1 tháng là có kết quả. Bây giờ tự nhiên nó tươi mà nó sáng, nên nó xài cái này là cái đó đâu vậy? Này này chị. Wow. Để tôi qua. Thì cái cô bạn cũng mới mua, cô xài có 5 ngày. Là cái này hả? Cô nói là really work. Là cái này hay là còn cái này thì cô này xài nó work. Cái này. Wow. Really cái này da khô nha, da nhờn đừng xài tại nó có oil. Da nhờn. Da rồi da ai chả khô. Dạ. Wow. Cô nói là mấy không em có chỗ chị dâu da nó nhớt lắm. Vậy hả? Không da nhờn xài được da hai nhớt. Cái loại này hoặc loại này. Năm ngày thôi mà loại này thấy khác rồi. Cũng là moisturizer luôn nè. Vậy là mình xài cái này thôi chứ không có phải là thêm moisturizer nữa. Vậy là cái này serum mà serum có moisturizer. Tại vì cái người đó nó xài lâu rồi trong cái group cái gì đó mà không ai biết nó xài cái gì. Nó thấy cái mặt nó sáng ra đó, nó xài cái này thôi. Nó xài rất lâu rồi, tôi xài bao nhiêu năm rồi. Đây nè, có một cô thấy vậy, cô nói thôi rẻ quá vô mua thử. Dạ. Yeah. Thì cô mua cô xài cái 5 ngày cô lên cô thấy cái nó it work very well. Wow. Ok, thank you chị. Cô xài Elizabeth. Vậy hả? Cô đổi đó. Mắc lắm. Cái này thì nó rẻ gấp 3 lần mà nó work. Mà cái này cô kia nói work quá chừng luôn hả? Giờ cô mua 3 cái mình cũng mua. Thôi em mua 2 cái luôn. Sale quá. Đang giảm 30 luôn còn có 49 đồng 99 à.
ngày 24 tháng 11 mới hết hạn giảm giá. Hồi lần trước My quay gặp cái bà Mỹ á, bà cũng nói là cái loại này quất với bà lắm. Thì bây giờ cô này cũng xài nói kết quả nữa. Ai có muốn xài thì xài thử nha. My cũng thử coi sao. Cái loại này thì có người nói cũng đang quất lắm, xài trong vòng 5 phút giảm 25 đồng luôn, còn 44 đồng 99. Cái này thì cho dùng mắt thôi các bạn ơi. Thò riết chắc tùm lum hết. Lên này là làm sáng da, làm săn chắc da. Thì cái cô kia mua rất là nhiều luôn. Còn cái này thì làm ngay cái mí mắt thôi, vòng vòng cái mắt á. Rồi xài thử nha các bạn. Thấy cái này thấy hay quá thôi mua hai cái luôn. Đã giảm được 30 đồng mỗi cái như vậy nè các bạn ơi. Cho nên mình mua. Mình thử cái này luôn. Đây cái loại này nãy chị đã nói xài rất là có kết quả luôn nè. Loại này thì hôm nay không có giảm giá, 28 đồng 99. Vừa có serum, vừa có moisturizer luôn. Rồi có retinoid nữa. Cái loại này mình nghĩ là nó có lột á. Cái retinoid này nè, da lột mình không dám xài. Thôi mình xài hai cái kia được rồi. Thì mình nói cho các bạn biết, nếu ai muốn cần thì mình thử ra nha. Cái này mình thấy nó có lột da nè. Loại này là sữa để cho người tiểu đường cũng uống được luôn đó các bạn. Hôm nay thì hết giảm giá rồi, 38 đồng 99. Cho cái thùng này được 24 hộp. Mùa này bắt đầu có chocolate rất là nhiều luôn. Loại này 12 đồng 99 nè. Milk chocolate mà có hạnh nhân ở trong đây á các bạn. Hạnh nhân ở giữa, chocolate bọc ở ngoài. Một hũ bự quá chừng ha. 12 đồng 99. Có bạn xem video của My, nhờ My xem cái chocolate mà có raisin á các bạn, mà mình không thấy. Các bạn nói chocolate có raisin cũng ngon lắm. Cái bịch này giảm giá còn có 7 đồng rồi các bạn. Cái này ngon lắm nè. Có hạnh nhân, có dừa, có hạt bí rồi trong đây luôn. Và rẻ quá chừng ha. Còn 7 đồng. Ai chưa ăn cái món này thì ăn các bạn. Cái này được nhiều chất đạm lắm luôn á. 7 đồng là giá giảm rất là nhiều rồi đó. Cái spa để mình vô tắm nè các bạn. 499 đồng 99 nha. Portable spa. Các bạn có muốn cái này không? Để sau giường nhà mình á. Salu spa. Cái cỡ của nó là 71 x 71 x 28. Các bạn có thích cái loại mà ghế ngồi mà giống như vậy không? Ngồi nhìn thấy êm ha, relax. Này mấy em nhỏ mình nghĩ thích lắm á. 149 đồng 99 nha các bạn. Jumbo bự ha. Mười hai cái loại rượu nhỏ nhỏ nè các bạn. Một hộp này để làm quà tặng được ha. 25 đồng 99. Cái này mua về chưng. Đủ thứ mùi hết. Các bạn có cần cái áo quảng cáo cho Costco không? Wow, quá chừng chữ Costco ở trong đây luôn nè. Nguyên cái áo jacket có nón, 24 đồng 99. Có túi ở phía trước luôn. Mỗi lần My đi quay ở Costco chắc mình đem mặc cái áo nó. Mình mặc cái áo này được á các bạn ơi. Nam nữ đều được nè. Ai là fan của Costco. Mùa này vô lạnh rồi nè. Các bạn có cần cái đồ heat này không? 129 đồng 99. Cho cái cây heat cao để ngoài patio đồ các bạn. Ở trên đây mình để được giống như mấy cái ly nước đồ mình uống á ha. Mình cũng để được trên đây. Còn cái bên là 39 đồng 99.
cái đèn để làm việc. Nè các bạn, cái đèn nè kẹp vô cái cây đó ha, mình để làm việc. Mấy cái đèn này rất là sáng. Giảm được 50 các bạn ơi, còn 299.99 tới ngày 27 tháng 11 mới hết hạn giảm giá cho cái toilet seat. Cái bàn cầu á các bạn mà có rửa nước luôn được nè. Này là mình xài rửa nước luôn nó sạch ha. Cái này là chỉ có cái ở trên thôi nha các bạn, chứ không có cái toilet ở dưới nha. Lò nướng bự quá chừng luôn. Ồ, cái lò nướng này là giống như trong nhà hàng đó các bạn. Cái này y hệt như nguyên cái chảo mà lớn vậy đó. Của hãng là Black Stone, 399 đồng các bạn ơi, cho 36 inch. Nướng nhìn giống như trên nhà hàng á các bạn ha. Để lên luôn chứ không có mấy cái kẻ kẻ. Xài bằng gas nha các bạn, bằng ga. Lò ở bên đây nhìn chắc chắn quá ha. Cái này ra để đồ luôn được nè. 899 đồng 99 nha các bạn. Ồ, cái này sẽ có nhiều người thích nè các bạn ơi. Hồi năm ngoái mình có mua đó, mình cho các bạn xem á. Năm ngoái mình mua một set 3 cái nè. Cái cây này nè, cái cây bông giống như bông huệ Việt Nam mình đó các bạn. Ở trong đây có 3 cái bước mà nó nở ra nhiều bông lắm, nó nở cũng 5-6 bông gì đó, đẹp lắm. Để mình chưng Christmas. Cái này vừa rồi mình mua xong rồi trồng. Năm nay nó ra lá đẹp lắm mà nó chưa có bông. Ba cũ nữa nha các bạn. Màu rô với màu đỏ, các bạn thích màu nào thì đến mua để hết nha. Cái giá để cao quá chừng luôn á, 22.99 nha các bạn cho 3 cái bước này nè. Các bạn có cần thì mua nha, bây giờ mình mua là tới Christmas là mình có bông rồi. Bông đỏ đẹp lắm. Bây giờ mua còn để mai mốt nó hết. Bên đây Starbucks nè các bạn, 2 cái ly luôn, 24.99, còn cái 19.59 là cái này nè các bạn ơi. Một gift set có cookie với trà trong đây. Một set nhìn đẹp quá ha các bạn ha. Cái này mới á. Có cái đồ để lọc trà nữa nè. Cái này mấy loại trà nè. Trà cam, trà quế, trà táo, jasmine, trà min xoài, New Spice Holiday. Mùa này có nhiều đồ cho lễ đó các bạn, cho Christmas rồi đó. Chocolate, quà đặc trưng quá chừng luôn. Nhiều lắm, các bạn thích thì đi ra đây xem nha. Coi cho mình mua gì tặng cho bà con, bạn bè, người thân. Nhiều lắm. Một hộp kìa bự không? Cái này làm quà tặng cũng được đó các bạn ơi, đẹp lắm. 68.99 nha. 54.04 ounce. Cái basket này là bằng bamboo, bằng tre á. Đẹp lắm các bạn. Dễ thương không? 14.99. Các bạn nhìn thấy dễ thương không? 3 hộp. Cái này mình lấy ra riêng rời rời cũng được nữa. Đẹp quá các bạn. 3 hộp 14.99 giống như 5 đồng hộp ha. Đẹp không? Cái này mấy em nhỏ nhìn là thích lắm á. Ở đây người ta đang có show là cái dao. Ai. Này là của Mỹ luôn á các bạn ơi. Cái giá nè. 137.99. Cái trên một bộ 1249 cho 19 miếng dao. Cái hãng là Cutco.
Đây là các bạn. Cái cán màu trắng cũng đẹp quá ha. Nhiều loại dao quá chừng luôn á. Giờ được 30% off nếu mà mình mua ở Costco á các bạn. Còn nếu mà online á là không có được 30% off này. Cho nên nếu các bạn có cần thì mình ghé đây. Đến ngày 16 tháng 11 là chị này sẽ đi nha các bạn. Các bạn có cần dao thì mình đến coi ha. Ồ, cái này mình thấy có nhiều người thích là nha. Một set ớt hot sauce nè các bạn. Đủ loại ớt ở trong đây hết luôn nha. 12 loại. 18 đồng 99. Wow, cái này không biết ông xã có thích không. 12 loại hot sauce. Các bạn ơi, muốn thử không? Ai thích ăn ớt thì mình thử qua cho biết nha. Mayonnaise hôm nay giảm được 3 đồng, còn 6 đồng 79 đến ngày 19 tháng 11. Của hãng Best Food nha các bạn. Real mayonnaise. Mình thấy cái này cũng mới hả các bạn. 10 đồng 99. Súp này của Korea nè các bạn ơi. Này là súp bò. Được 8 cái bịch ở trong đây. Ready to eat rồi đó các bạn. Là ăn được rồi đó. Sản phẩm của Korea nha các bạn. Đây là thành phần ở trong cái chén súp này nè. Các bạn có cần thì ấy nha. Mình cũng có thể để noodle vô, hay là kim chi vô, hay là dumpling quan thòn gì, mình hoành thánh gì đó mình muốn để vô thì mình để vô ha. Đây là nước súp bò, nước súp xương bò, nước súp gà giảm 2 đồng 70 cent còn 5 đồng 79 đến ngày 19 tháng 11. 12 lon nước súp gà 9 đồng 99 nè các bạn. Người ta mở ra cho mình coi nè. Hành, ớt, với phít là trái sung. Loại này là làm chem á các bạn. Trong đây ngọt lắm. Cái đường này mình thấy là 14g, 13g, 14g cho một lần ăn á. Một lần ăn là một muỗng canh thôi á. Để cho mình trét lên bánh ha. Bánh mì sandwich rồi mình nướng lên rồi mình trét lên. Loại này mới ha, mình thấy mới. 9 đồng 99. 11 đồng 99. Các bạn thấy cái hộp olive này đẹp không? Nhiều người mua cái này về chưng á các bạn, không có ăn mà để chưng trong nhà nhìn đẹp. Cái chai đẹp. Trái olive với ớt. Đây là gừng nè các bạn, có cô nhờ My cho xem coi chỗ nào có gừng chân kỳ là loại này nè các bạn. Cục cục luôn á. 8 đồng 99. Ở trong đây là có đường luôn nha các bạn, giống như mứt gừng vậy đó. Mà cô nói cô thích cái này lắm. My chưa có thử mà cô nói cô thích cái này lắm. 18 gram đường cho 1 ounce mình ăn. 1 ounce là giống như một chén là 8 ounce á các bạn. Thì 1 ounce nhỏ nhỏ vậy đó. Gừng cục đã ngào đường mà đường mía 8 đồng 99 cho một bịch. Cô nói cô lấy cái này đó, cô ăn rồi cô nấu ăn cô cũng lấy gừng này luôn các bạn, làm trà gừng nữa, đủ thứ hết ở đây có nha cô. Măng tây nè các bạn, mà loại này là ready to eat rồi đó. 12 bịch ở trong đây nè. 11 đồng 89. Măng tây này người ta steam lên, hấp lên rồi á.
Các bạn thường thường có để ý không, mình ăn măng tây này nè, mình đi tiểu á, cái mùi nó nồng lắm, như làm như nó sổn rồi, hay là cái mùi này nó ra nó dính vô cái nước của mình nó nồng hơn là bình thường. Ở trong đây người ta có ướp với rosemary với oregano được 12 bịch như vậy nè. Này ready to eat rồi thì chín hết rồi, ăn cũng tiện ha. Các bạn có thích cái này không? Có men tiêu hóa ở trong đây luôn nè, granola một bịch vậy nè, là có ốt ở trong đây á các bạn, 8 đồng 99 mà có mùi quế nữa nha. Mùi quế này mình lúc trời lạnh rồi đó mình ăn thấy ấm á mà thích. Cái bịch này, nguyên cái hộp này không biết có ngon không các bạn, 11 đồng 99. Người ta làm có mật ong ở trong đây nữa. Các bạn có thử cái này chưa? Vì sợ nó ngọt á. 6 gram đường cho một lần ăn là 2 miếng, 2 cục như vậy nè, 6 gram đường. Cái này mới thấy như bán theo mùa các bạn. Hồi năm ngoái có một lần, rồi thấy hết, rồi năm nay bắt đầu có lại nữa. Không có chất giữ lâu nha các bạn. Có hạt điều với potassium ở trong đây. Cái này làm quà tặng cũng được các bạn ha. Nhìn nó cũng đẹp. 11 đồng 99. Burger 3 đồng 99 cho cái bịch burger. Nhiều quá, ở đây bán cái gì cũng nhiều hết, 12 cái burger. Bạn ơi, một set này mới nè. Các bạn có cần không? Có bàn chải, có khăn đồ để lau cái đôi giày á. Nè, su care kit để chà đôi giày như mấy người đánh giày vậy ha. 29 đồng 99. Nhìn đẹp quá ha, gọn gàng. Mình thấy mới đó các bạn ơi. Mình coi đường có bao nhiêu, 10 gram đường cho một lần ăn. Wow, cái này cũng hơi ngọt đó ha. Sản phẩm của Spain 9 đồng 99 đó các bạn. Ta để cao quá chừng luôn, cái này mới á. Không biết có ngon không. Có hai mùi, loại traditional buff cake với loại hazelnut cocoa. Các bạn có muốn thử cái loại mới thì mình thử nha. 34 đồng 99 là các bạn. Costco bây giờ có bán Boost luôn, Boost của nữ. Các bạn nhìn coi có thích không, kiểu cũng đơn giản ha. Cái này hàng mới có cho nên có đủ thứ size luôn, size 7, size 7,5, size 6 gì cũng có hết trơn các bạn, 6,5. Nên các bạn có cần thì mình đến đây coi sớm. Màu đen cũng đẹp ha, nhìn thấy đơn giản. Wow, hôm nay đang giảm giá cho hãng Adidas, còn có 24 đồng 97 nha các bạn. Giày Adidas của men nè, đang được giảm giá nha các bạn. Cái này mới thấy mang được lắm á, nếu mà ai thích. Adidas đang giảm được 7 đồng, còn 29 đồng 99. Tới ngày 13 tháng 11 nha các bạn. $9.97 cho 4 cái áo sát lách loại này nè các bạn. Sát lách của nữ. Bên đây cũng đang được giảm giá luôn của Lucky Brand. Hai cái áo tay dài mà loại mặt bó ở trong á các bạn, loại này mặt bó lắm, giảm 3 đồng còn 9 đồng 99. Tại người ta để cao quá chừng luôn các bạn, mình không thấy luôn. Bên đây Nike vẫn còn nha các bạn, 69 đồng 99 nè. Của nữ
Wow, 12 đồng 97 nha các bạn ơi, cho đôi dép của nữ nè. Loại này nè các bạn, cũng mang mùa đông được á. Cái này đang giảm giá đó, 12 đồng 97. Cái này là loại để bó cái chân nè các bạn, 19 đồng 99. Cho một set hai cái, giống như vớ vậy đó, mà nó không có dưới cái bàn chân, mà để bó cái chân mình lại cho cái vớ nó chặt lại. Nhiều người bị sưng chân rồi đó các bạn, là người ta làm cái này. Cái vớ này các bạn có cần không, của nữ giảm 4 đồng, còn 9 đồng 99. Ấm lắm nha các bạn, 5 đôi nè, 9 đồng 99 nè. Cái này nhiều cô lớn tuổi rồi thích ha, tại vì nếu mà ai bị lạnh chân á. Dày quá trời luôn á, này chỉ cho mùa đông thôi. Để mang trong nhà nè các bạn, thích không? Mềm mại lắm luôn á. 9 đồng 99 cho một đôi. Mềm mại quá trời luôn á. Đây nè. Như thú nhà bông nhỉ. Mình cảm ơn các bạn cùng cô chú rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Mình chúc cho các bạn chọn được những cái món mình thích và đi mua sắm vui vẻ nha. Mình hẹn các bạn ở nhiều video khác của My. Nếu các bạn xem video của My cái nào hay, có hữu ích thì nhấn share, chia sẻ cùng bạn bè giùm My ha. Mình chào tạm biệt các bạn. Bye bye.